Thưa quý vị, với sự đầu tư cho y tế cơ sở về phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Long An ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đây là trạm y tế Mỹ Quý Tây, một trong ba trạm y tế trên địa bàn tỉnh, được Bộ Y tế chọn làm mô hình điểm phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Theo đó, trạm được đầu tư xây dựng trụ sở mới khang trang cùng với trang thiết bị y tế hiện đại cho cả Đông và Tây Y như máy siêu âm, máy nhà, điện tim, xét nghiệm, phòng x-quang, máy sấy, sông sát thuốc, thiết bị tập vật lý trị liệu, v.v. Giúp cho trạm y tế Mỹ Quý Tây trở thành một trong những trạm y tế có thiết bị đầy đủ và tiên tiến nhất so với mặt bằng chung của tỉnh. Song song đó, trạm còn được tăng cường nhân lực, đảm bảo đủ chức danh theo đề án vị trí việc làm với 7 nhân sự, trong đó có hai bác sĩ, một dược sĩ đại học. Đây là những nhân lực trẻ có chuyên môn, năng lực và tâm huyết với nghề. Được Bộ Y tế mà cái trang bị cái trang thiết bị rồi cơ sở chắc khang trang đầy đủ thì cái lượng bệnh nhân đến khám á, ngày càng đông, rõ rệt khi lúc trước thì một một ngày thì số lượng khoảng mười mấy 20 bệnh thì hiện tại là một ngày là khoảng 40 đến 50 bệnh. Với sự đầu tư cho y tế cơ sở về phương tiện, trang thiết bị, nhân lực góp phần nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, trạm y tế Mỹ Quý Tây không chỉ thu hút người dân địa phương mà người dân các xã lân cận như Mỹ Thành Tây, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Quý Đông và cả người dân Campuchia tiếp giáp biên giới cũng đến khám và điều trị bệnh. Thì máy móc nói chung cũng ổn định thì vấn đề đủ. Thì khám thì nói nói chung về khoa chiếu âm đụng cũng có máy móc luôn mà. Thì đến đây đến đây cũng nhờ, nhờ bác sĩ để được khám chữa bệnh nói chung là chủ đáo. Thì thuốc men thì cũng cấp để cho bệnh nhân đó là uh, uống cũng đầy đủ thì bây giờ ở tại địa phương mình đến đây nhà cái y tế nơi đây thì là tại địa phương mình thì khỏi cái vấn đề là chi phí đi lại tôi thì nhà ở bên mỹ long từ xã mỹ ở từ nhà ra xã mỹ mỹ Đông cũng ngang qua đây hai bùi hai, thành ra tôi biết qua đây thì bên đây thì máy móc có cái chất lượng hơn khám điều trị nó cũng hơi nhanh hơn với sự đầu tư cho y tế cơ sở vì giúp cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, không phải tốn thời gian chi phí để lên tuyến trên, vừa góp phần phát huy tốt vai trò của y tế cơ sở.